các bạn, chị là Minh Hiên. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong tiết học này. Chúng mình lại cùng với nhau tiếp tục trong chuyến hành trình đi tìm hiểu về nội dung các tác phẩm văn học trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và rất vui khi được chào đón các bạn quay trở lại với tiết học trong khóa học Học kiến thức nền qua video cùng với chị Hiên. Và ở buổi trước thì chúng mình đang cùng với nhau tìm hiểu về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, đúng không nào? Chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu xong về nhân vật chính nhất, đó là nhân vật anh cu chàng của tác phẩm này rồi. Ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về hai nhân vật còn lại ở trong tác phẩm này, đó chính là nhân vật người vợ nhặt và nhân vật bà cụ Từ các bạn nhé. Không biết là hôm vừa rồi khi mà học cùng với chị Hiên xong về nhân vật anh cu chàng thì các bạn đã ghi nhớ được tất cả những cái phần thông tin mà chị đã nêu ra cùng với các em hay là chưa? Nếu như mà chưa ghi nhớ được ý, thì ngay lập tức xem đi xem lại bài giảng nhá, được không nào? Ngay lập tức xem đi xem lại bài giảng giúp cho chị, đồng ý không ạ? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm bất cứ một phút giây nào nữa. Chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về hai nhân vật còn lại. Hai nhân vật đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong tác phẩm này đấy. Nhân vật đầu tiên đó chính là nhân vật người vợ nhặt, được không ạ? Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lai lịch, ngoại hình, phẩm chất, tính cách ban đầu của nhân vật này nhé. Cái thứ nhất đó là về A nhỏ, lai lịch ngoại hình. Lai lịch ngoại hình. Các bạn ơi, nhân vật này được biết đến với cái lai lịch như thế nào nhỉ? Với ngoại hình như thế nào nhỉ? Rõ ràng là khi mà bắt đầu viết về người vợ nhặt ấy thì nhà văn Kim Lân có vẻ khá là kiệm lời, đúng không ạ? Ông ấy không dùng nhiều những cái ngôn từ để miêu tả về nhân vật này giống như là nói về anh chàng đâu. Thế nhưng mà chỉ với một vài những cái nét phác họa, mặc dù là viết ít hơn, song cái vai trò của nhân vật này đối với chuyện ngắn vợ nhặt lại vô cùng quan trọng luôn, được không ạ? Thế thì nhân vật này có cái ngoại hình như thế nào, có cái lai lịch như thế nào hả các bạn? Trước tiên chúng ta sẽ xét về lai lịch nhé. Chẳng ai biết người đàn bà này tên là gì hết, cũng chẳng ai biết là người đàn bà này quê ở đâu, rồi thì tuổi thơ thế nào, lớn lên ra sao. Không ai biết điều đó các bạn ạ. Bởi vì người đàn bà này, người vợ nhặt được biết tới là một người phụ nữ, là một người đàn bà vô danh, được không ạ? Thứ nhất, lưu ý giúp cho chị, đó chính là đây là hình ảnh của một người đàn bà vô danh, được không ạ? Một người đàn bà vô danh. Vô danh có nghĩa là gì hả các bạn? Có nghĩa là không tên, không tuổi, không quê quán, không nghề nghiệp, không tài sản, nói chung là một số không tròn trịnh, được không ạ? Không ai biết tên của thị là gì, không tên. Không ai biết quê quán của thị ở đâu, không quê quán, được không ạ? Rồi, không nghề nghiệp, nghề nghiệp của thị là gì cũng chẳng ai biết, được không nào? Và cũng không tài sản luôn, thị chẳng có gì mang theo bên mình cả, được không ạ? Tất cả quy chụp lại là một số không tròn trịnh, được không nào? Thế tại sao không đặt tên cho người đàn bà này một cái tên đi? Ví dụ như là Hoa hay là Cúc hay là Đào hay là Bích hay là Ngọc vân vân. Tại sao không đặt cho người đàn bà này một cái tên? Chính cái việc đưa ra cho chúng ta một hình ảnh về một cái con người không tên, không tuổi, không có bất cứ một cái trích ngang gì về cái lý lịch này đã khiến cho chúng ta liên tưởng tới đây là hình ảnh của một người đàn bà với những cái gì ạ? À, với cái tính chất điển hình, được không nào? Cái tính chất điển hình ở đây ấy, nó được thể hiện qua việc gì nhỉ? Đó là có thể là gì ạ? Không chỉ có hình ảnh của một mình người đàn bà này đâu, không phải duy nhất một mình người đàn bà này lâm vào cái tình cảnh như vậy đâu, mà trong cái nạn đói khủng khiếp năm 1945 ấy thì có rất là nhiều những người phụ nữ, có rất là nhiều những người con gái họ cũng lâm vào cái tình cảnh như vậy.
được không ạ? Thế nên là không để một cái tên nào cho nhân vật của mình chỉ gọi đơn giản là thị thôi, khiến cho nhân vật này, khiến cho chúng ta gì ạ? À, có thể hiểu được rằng là không phải chỉ một mình người đàn bà này đang lâm vào cái tình cảnh khốn khó như thế, mà trong nạn đói năm 1945 thì có rất là nhiều những người phụ nữ họ cũng lâm vào cái tình cảnh khốn cùng như thế. Và để rồi họ phải gì ạ? Họ phải bán đi cả cái giá trị nhân phẩm cuối cùng của mình chỉ với một mục đích là tôi mong muốn được sống như vậy thôi, được không ạ? Xuất hiện à, chúng ta thấy rằng là đó, đây là cái đầu tiên mà chị muốn nói với các bạn. À, lai lịch thì là một người đàn bà vô danh rồi. Thế còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì sao nhỉ? Ngoại hình thì sao? Nào nói cho chị biết nào. À, ngoại hình của thị thì được miêu tả trong lần thứ hai gặp gỡ, đúng không ạ? À, lần thứ hai gặp gỡ nhá, hãy lưu ý giúp chị, xuất hiện trong lần thứ hai gặp chàng, được không ạ? Ở đây thì tác giả có phác họa một số những cái nét về ngoại hình của nhân vật này. Thì chúng ta thấy rằng thị xuất hiện với một cái bộ dạng gây ám ảnh trong tâm trí của người đọc, đó chính là tay thì vân vê tà áo đã rách bợt, được không ạ? Tay thì vân vê tà áo rách bợt, được không ạ? Rồi gì nữa? Thân hình tiều tụy khổ sở, thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa, thị gầy sọp hẳn đi, được không nào? Gầy sọp hẳn đi, gầy sọp hẳn đi. Và trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, tức là rất là gầy, đúng không ạ? Lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt, được không ạ? Chỉ còn thấy hai con mắt. Chỉ còn thấy hai con mắt. Vậy là các bạn ơi, các em sẽ chú ý giúp cho chị, đó chính là nhân vật này xuất hiện và gây ra cái sự ám ảnh rất lớn đối với người đọc. Và cái sự ám ảnh đó được gợi lên từ cái gì nhỉ? À, được gợi lên từ một cái tư thế, từ một cái ngoại hình giống như là ngoại hình của gì nhỉ? À, ngoại hình của một con ma đói, đúng không ạ? Giống như là hình ảnh của một con ma đói. Hình ảnh của một con ma đói. Trong cái bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện này, đó là nạn đói năm 1945, thì cái đói nó là một cái gì đó bình thường lắm. Và những cái hình ảnh, những cái con người mà gầy guộc tả tơi giống như thị nhiều lắm, chứ không phải là chỉ một mình thị, đúng không ạ? Thế nên chúng ta thấy rằng là gì nhở? Chính cái đói, cái nghèo đã làm biến dạng hình hài của nhân vật này. Đó là một cái thân hình rất là tiều tụy và khổ sở, đúng không? Ngoại hình gợi ra cái sự tiều tụy và khổ sở, được không nào? Ngoại hình gợi ra cái sự tiều tụy và khổ sở, được không ạ? Và chính cái đói đã làm biến dạng hình hài của nhân vật này. Chính cái đói đã làm biến dạng, đã làm biến dạng hình hài của nhân vật này. Đồng ý với chị không ạ? Thì đây là về lai lịch ngoại hình của nhân vật. À, qua cái việc tìm hiểu về lai lịch ngoại hình này thì chúng ta cũng thấy một cái sự thực rất là xót xa đã được nhà văn Kim Lân viết ra, đúng không ạ? Người ta bây giờ đang quá nghèo, quá đói, và thậm chí bây giờ là đang đứng ở trên bờ vực của cái đói. Chính vì cái đói đó mà người ta đi, người ta phải rời xa quê hương dấu yêu của mình, người ta đến một cái miền đất khác để tìm kiếm cái ăn, với một cái mong muốn là có thể nuôi sống chính bản thân mình. Thế nên một cái tên cũng không có, cũng không mang theo quê quán quê hương của mình, cũng chẳng có một công việc gì ổn định, và đương nhiên tài sản thì cũng chỉ là hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả, đúng không ạ? Dường như là chính cái điều này đã khiến cho nhân vật thị sau đó
không chỉ là bị biến dạng về hình hài đâu các bạn ạ, mà nhân vật này cũng bị biến dạng về cả gì ạ, về cả bản chất nữa. Thế thì cái sự biến dạng về bản chất như thế nào thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu B nhỏ, diễn biến tâm lý của nhân vật này, được không ạ? Diễn biến tâm lý của nhân vật. Như chị đã nói cùng với các em thì khi tìm hiểu về nhân vật này, chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua 4 trạng giống như là nhân vật chàng, đúng không? Đó chính là 2 lần gặp gỡ, đúng không ạ? Tiếp theo đó là trên đường về nhà, tiếp theo là về đến nhà, và tiếp theo là buổi sáng hôm sau, được không ạ? Đồng ý với chị không nào? Thì chúng mình cũng sẽ tìm hiểu theo đúng cái phân đoạn này như chúng ta đã đề ra cùng với nhau. 2 lần gặp gỡ này, trên đường về nhà này, về đến nhà này, và buổi sáng hôm sau. Đồng ý với chị không? Nhá, đồng ý với chị không nào? Đồng ý với chị không? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Trước tiên là chúng mình sẽ cùng đến với 2 lần gặp gỡ trước, được không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thấy này, 2 lần gặp gỡ. 2 lần gặp gỡ. Và cái này cũng chính là gì nhở? Cũng chính là cái bước ngoặt, chính là cái bi kịch theo không của người vợ nhặt, đúng không? Các bạn có nhớ không ạ? Đây là bi kịch theo không của người vợ nhặt. Đồng ý chưa ạ? Nhá, đồng ý chưa? Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ có nhá. Chúng ta sẽ có bi kịch theo không của người vợ nhặt. Hành động theo không của người vợ nhặt. Đồng ý chưa nào? Rồi, 2 lần gặp gỡ. Chúng ta thấy rằng là lần đầu tiên gặp gỡ đó là trong cái hoàn cảnh gì? Chị đã nói rất là kỹ rồi khi nói về anh cu chàng rồi, đúng chưa nào? À, ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh. Mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi veo ra ở đây. Hắn đoán họ ngồi đây nhặt hạt rơi hạt vãi, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho bớt nhọc. Hắn hò rằng: muốn ăn cơm trắng mấy giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì. Chủ tâm, hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như nắc nẻ. Kìa, anh ấy gọi, có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thị cong cớn, có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Chàng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười. Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Đã đẩy thì, đã thật thì đẩy chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ. Thị liếc mắt cười tít, được không ạ? Các bạn ơi, đấy chính là cái đoạn nói về cái phân đoạn mà đây là lần đầu tiên mà cô vợ nhặt cô ấy gặp anh cu chàng. Vậy là trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, trong lần đầu tiên ấy, đó là gì nhở? Đó là cô ấy đang ngồi ở cửa nhà kho cùng với mấy chị con gái, đúng không ạ? Nào, hoàn cảnh là đang ngồi ở cửa nhà kho cùng mấy chị con gái, được không ạ? Cùng mấy chị con gái. Theo cái phỏng đoán ấy thì họ ngồi đấy làm gì ạ? Họ ngồi đấy để nhặt hạt rơi hạt vãi. Nhặt hạt rơi hạt vãi. Và để ai có công việc gì gọi thì làm. Được không ạ? Gọi thì làm. Còn hiện tại bây giờ là lúc mà gặp anh cu chàng lần đầu tiên là đang ngồi rảnh, đang ngồi ở đấy thôi, đúng chưa ạ? Lúc mà gặp anh cu chàng là mới chỉ đang ngồi ở đấy thôi. Thế thì sau đó thì chúng ta thấy rằng là anh cu chàng, anh ấy mới gì ạ? Anh ấy mới hò. Tức là thì chị này, chị ấy đã gì ạ? Chị ấy đã cong cớn mà bảo rằng là gì ạ? Có mấy cơm gì ạ? Có khối cơm trắng mấy giò mà ăn đấy, đúng không ạ?
có khối cơm trắng mấy giò đấy. Tức là chị ấy cong cớn đáp lại câu hò của anh chàng. Đáp lại câu hò của chàng. Được không nào? Nhưng mà sau đó khi nhận được cái lời khẳng định là sẽ mời thật, thì bắt đầu là ton ton chạy ra đẩy xe cho chàng. Được không ạ? Ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Được không? Đẩy xe cho chàng. Được không ạ? Và liếc mắt cười tít. Liếc mắt cười tít. À, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Lúc này ấy, thì hình ảnh của cô gái này vẫn là hình ảnh của một cái cô gái mà rất là trẻ trung. Đúng không ạ? Vẫn rất là trẻ trung sôi nổi. Đúng không? Vẫn rất là trẻ trung sôi nổi, chứ chưa bị cái đói nó tha hóa đến cái mức tiều tụy đâu. Đúng không ạ? Cũng là một cái cô gái rất là lém lỉnh. Đúng không ạ? Cũng là một cái cô gái rất là lém lỉnh, rất là đáng yêu đấy. Đúng không? Và cũng muốn là gì? Giúp đỡ cho người khác, nhưng với mong muốn là đòi một bữa ăn. Đúng không ạ? Đúng không nào? Đó, ok chưa nào? Đúng không? Đúng không? Có nghĩa là sau đấy thì mọi chuyện nó chỉ xảy ra như thế thôi. Nó cũng chẳng có gì thay đổi cả nhá. Nó cũng chẳng có gì thay đổi hết. Bởi vì là anh cu chàng thì anh ấy vẫn cứ tiếp tục đi, mà cô thị thì cô ấy vẫn cứ ngồi ở đó thôi nhá. Cô thị thì cô vẫn cứ ngồi ở đó thôi. Cho đến khi cái lần thứ hai gặp, cho đến khi cái lần thứ hai gặp gỡ. Được không ạ? Cho đến cái lần thứ hai gặp gỡ thì mới có một cái bước ngoặt xảy ra. Được chưa ạ? Đây, đây là lần thứ nhất nhá. Chúng ta có lần thứ hai. Đây là lần thứ nhất. Được chưa nào? Đây là lần thứ hai này. Lần thứ hai gặp gỡ. Rồi, như chị đã nói là họ gặp nhau ở đâu nhỉ? Họ gặp nhau ở cổng chợ. Được không ạ? Và một chuỗi các hành động liên tiếp của cô này ở cổng chợ như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Chúng mình có một chuỗi các cái hành động liên tiếp nhá. Đó chính là gì ạ? Thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị sầm sập chạy đến. Được không? Thị sầm sập chạy đến. Tức là gì ạ? Chạy rất là nhanh, chạy với cái cường độ rất là mạnh. Đúng không? Và chính cái điều đấy đã khiến cho anh cô chàng rất là sốc luôn đấy. Và thị đứng trước mặt hắn sưng xỉa nói. Thị đứng trước mặt chàng. Đứng trước mặt chàng. Thị đứng trước mặt chàng sưng xỉa nói. Sưng xỉa. Mắng. Đúng không ạ? Mắng là gì ạ? Là tại sao mà lại nói điêu. Đúng không? Điêu. Người thế mà điêu. À, được không ạ? Điêu. Người thế mà điêu. À, lúc bấy giờ thì anh này, anh ấy như chị đã nói, mình đã phân tích với nhau rồi đấy. Anh này chả biết là ai cả. Đúng không ạ? À, chẳng biết là ai cả. Bởi vì hôm nay cái đói khiến cho cái cô này, cô ấy bị thay đổi về ngoại hình rất là nhiều. Đúng không nào? Cô ấy bây giờ là hiện thân của một cái con ma đói đấy. À, ngoại hình của nhân vật này chúng mình vừa nói ở phía bên trên rồi. Đúng chưa ạ? Bây giờ là giống hiện thân của một con ma đói. Và chính vì cái điều đó đã khiến cho anh chàng, anh ấy không nhận ra cô này. Đúng không ạ? Thế xong rồi bắt đầu cô ấy bắt đầu kể lại cái sự tình. Được không ạ? Kể lại sự tình. Đúng chưa nào? Kể lại cái câu chuyện đó. Sau đó thì khi mà được mời ăn dầu ấy, thì cô ấy đáp lại một cách rất là cong cớn. Đấy là cô ấy bảo là ăn gì thì ăn chứ chả ăn dầu. Tức là từ chối cái việc ăn dầu. Được không ạ? Bởi vì người ta đang quá đói rồi. Đúng không? Người ta đang quá đói rồi. Thế nên người ta không thể nào chịu. Và cuối cùng là cô này, cô ấy gì ạ? À, cô này khi mà được mời ăn nhá, khi được mời ăn thì có một cái chi tiết mà các bạn cần phải nhớ giúp cho chị. Đó chính là hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì sáng lên. Thấy không ạ? Hai con mắt. Được không nào? Trũng hoáy của thị. Trũng hoáy
của thị bắt đầu sáng lên. Được không nào? Bắt đầu sáng lên. Và lúc bấy giờ thì bắt đầu là đon đả. Được không ạ? Bây giờ thì mới bắt đầu đon đả, mình dịu cái giọng lại này, nhẹ nhàng trở lại này. Và sau đó ngồi xuống ăn một chặp 4 bát bánh đúc. Tức là gì ạ? 4 bát bánh đúc. Ăn liền một lúc luôn 4 bát bánh đúc. Ăn xong cầm đũa, cầm dập đôi đũa, quệt ngang miệng và thở. Được không ạ? Ăn xong thì cầm đôi đũa, cầm đôi đũa, quệt ngang miệng và thở. Quệt ngang miệng, quệt ngang miệng và thở. Bảo gì nhở? Bảo là rất hồn nhiên nhá. Ha. Được không? Ngon. À các bạn ơi, được không nào? Chúng ta thấy là tất cả những cái hành động này thể hiện đây là một cái cô gái như thế nào các bạn nhỉ? Sầm sập chạy đến này, đứng trước mặt người ta rồi mắng người ta ở giữa bao nơi bao nhiêu người này. Thế xong bắt đầu là xà vào miếng ăn, rồi ăn một chặp 4 bát bánh đúc không nói năng với ai câu gì. Sau đó bắt đầu ăn xong là cầm lấy cái đôi đũa và quệt ngang miệng, bảo là gì ạ? Bảo là hà, ngon. Trời ơi các bạn ơi, phải thừa nhận một điều rằng là qua những cái hành động như thế này, chúng ta có thể thấy là chính cái hoàn cảnh gieo neo ngặt nghèo, và đặc biệt là bởi vì cái đói đã cướp đi cái thiên tính nữ của nhân vật này, để bây giờ khiến cho nhân vật này trở nên chao chát, chanh chua, chỏng lòn, đanh đá, liều lĩnh, đánh mất đi cái lòng tự trọng e thẹn, phẩm chất dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, vốn là cái phẩm chất đẹp đẽ, đúng không ạ? Gặp lại người đàn ông xa lạ trong lần thứ hai thì không thể nào kiềm chế được cái đói của mình mà đã lăn xả vào miếng ăn, xà vào miếng ăn, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái điều kinh khủng hơn ấy, cả những cái chuyện này, đó chính là thị đã chấp nhận theo không chàng về làm vợ. Được không ạ? Theo không, theo không chàng về làm vợ. Được không ạ? Đây mới là cái chuyện khủng khiếp này. Chúng ta thấy rằng là đối với bản thân của người con gái thì bao giờ cái việc cưới xin nó phải là cái câu chuyện đàng hoàng, nó phải là cái câu chuyện lễ nghi từng bước một, đúng không? Thế nhưng mà đây chả biết là cái người đàn ông đó có hứa hẹn gì về tương lai hay không. Đã vậy lại còn là một cái người đàn ông rất là xấu xí và thô kệch. Thế nhưng mà thị vẫn quyết định là theo không anh chàng về làm vợ. Và phải nói thật, đây là một cái hành động vô cùng liều lĩnh của nhân vật này. Được không ạ? Phải thừa nhận một điều, đây là một cái hành động vô cùng liều lĩnh của nhân vật này. Câu chuyện thiêng liêng của cả một đời người trở thành câu chuyện hài hước cười ra nước mắt. Thị bây giờ không còn bất cứ một cái gì gọi là tự trọng, là sĩ diện hay là liêm sỉ. Thị liều lĩnh theo người đàn ông xa lạ bởi vì thị hiểu một điều rằng là cái giá của nhân phẩm nó không đắt bằng cái giá của sự sống. Thị đã không chút băn khoăn theo chàng về làm vợ chỉ với một ý nghĩ duy nhất thôi. Đó là thị cần phải thoát khỏi cái chết vì đói. Được không ạ? Bây giờ thị cần phải thoát khỏi cái chết vì đói. Đồng ý không nào? Thế thì chúng mình sẽ có một vài nhận xét ở đây về nhân vật thị, lưu ý giúp chị nhé. Cái thứ nhất, đó chính là gì ạ? Cái thứ nhất chúng ta sẽ có, đó chính là nhân vật này gì ạ? Cái đói, cái đói đã làm thị, đã khiến thị biến dạng cả về gì nhỉ? À, cả về nhân cách. Được không ạ? Biến dạng hay nói cách khác là tha hóa cả về nhân cách. Thị bây giờ là một người phụ nữ như thế nào nhỉ? À, lăn xả vào miếng ăn. Đó là một người phụ nữ gì ạ? Rất là chao chát, rất là đanh đá, chanh chua, đúng không? Cong cớn, đúng không ạ? Chỏng lòn, trơ trẽn,
đúng không ạ? Vòi ăn một cách trắng trợn. Vòi ăn một cách trắng trợn. Được không ạ? Vòi ăn một cách trắng trợn. Phải không nào? Chúng ta có thể thấy rằng là quả thực chính vì cái đói đã khiến cho con người ta bị biến dạng về cái nhân cách, bị tha hóa về nhân cách như vậy đấy. Được không nào? Lưu ý giúp chị nhá. Được không? Lưu ý giúp chị. Và bởi vì sao mà nhân vật này lại có cái hành động và lại có cái suy nghĩ như thế? Chúng ta phải hiểu rằng là như chị đã vừa phân tích cùng với các bạn rồi, đó chính là vì sao nhỉ? Bởi vì bản thân của gì ạ? Bản thân của thị hiểu rằng là cái giá của nhân phẩm. Thị muốn được sống. Thị muốn được sống. Nên hơn ai hết. Nên hơn ai hết. Thị hiểu rằng. Thị hiểu rằng. Cái giá của nhân phẩm không đắt bằng cái giá của sự sống. Được không ạ? Không đắt bằng cái giá của sự sống. Ok chưa nào? Được không ạ? Và chính vì cái điều đó khiến cho nhân vật này phải lăn xả vào cái miếng ăn. Nó là như vậy. Được không ạ? Và chính vì cái điều đó cũng dẫn tới cái hành động là thị rất là liều lĩnh khi theo người đàn ông này về làm vợ, mặc dù biết rằng là người đàn ông ấy cũng chẳng biết là có một cái hứa hẹn gì về tương lai hay không. Được chưa nào? Thì đấy là cái lần gặp gỡ thứ hai nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phân đoạn trên đường về nhà. Trên đường về nhà. Được không nào? Trên đường về nhà. Rõ ràng là nếu như mà khi gặp gỡ ở chợ, đanh đá bao nhiêu, chua chát bao nhiêu, chầm lòn bao nhiêu, cong cớn và trơ trẽn bao nhiêu, thì bây giờ trên đường về nhà chúng ta thấy gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là danh phận làm vợ đã khiến cho thị có một cái diện mạo khác hẳn để bắt đầu cái hành trình đi tìm lại thiên tính nữ của bản thân mình. Đúng không nào? À, bây giờ thì trên đường về nhà chồng, cái vẻ trao chát biến mất và thay vào đó là cái nét ngượng ngùng bối rối xuất hiện. Thị trở nên rất ít lời và trầm tư. Được không nào? Lưu ý giúp chị nhé. Trên đường về nhà thì thứ nhất, thị trở nên ít lời và trầm tư. Được không ạ? Thị trở nên ít lời và trầm tư. Bây giờ là cái sự ngượng nghịu, là cái sự xấu hổ đầy nữ tính. Là cái sự ngượng nghịu. Được không ạ? Là cái sự ngượng nghịu này. Là cái gì ạ? Cái xấu hổ. Rất là nữ tính. Ok chưa nào? Được không ạ? Đồng ý với chị không? Chúng ta thấy rằng là thị có vẻ e thẹn. Và chính vì cái vẻ rón rén và e thẹn đấy mà cứ đi trong cái dáng đi như thế nào nhỉ? Cắt một cái thúng con. Gì ạ? Đầu hơi cúi xuống, cái nón tàng rách che nghiêng nghiêng, che khuất đi nửa khuôn mặt. Được không ạ? Thị cắt một cái thúng con. Được không? Thị cắt một cái thúng con này. Đúng không nào? Gì nữa? À, đầu hơi cúi xuống. Đầu hơi cúi xuống. Được không ạ? Và cái nón. Được không ạ? Và cái nón rách tàng che nửa khuôn mặt. Che nửa khuôn mặt. Ok chưa nào? Chỉ cần nhìn thấy ở đây thôi là các bạn cũng đã biết được là cái sự thay đổi của nhân vật này là như thế nào rồi, đúng không ạ?
Đặc biệt là khi nhìn thấy cái sự tò mò và ánh mắt của mọi người đổ vào phía mình, thì lúc bấy giờ thì lại càng ngượng nghịu. Và chính cái sự ngượng nghịu đó đã khiến cho chân nọ bước díu cả vào chân kia. Và linh cảm của một người phụ nữ đã mách bảo cho Thị. Thị bây giờ ý thức được thân phận nghèo hèn của mình. Thị xấu hổ vì cảnh ngộ theo không của mình, bởi vì trong lòng Thị vẫn còn có lòng tự trọng. Được không ạ? Nhà văn không miêu tả, nhưng mà hẳn rằng là trong cái tâm lý của nhân vật này, trong lòng của cô gái này bây giờ xuất hiện một cái trận bão giông. Mặc cho chàng vui đùa tếu táo với bọn trẻ thì Thị vẫn lặng im. Chiếc thúng trên tay Thị đem về nhà chồng với những của hồi môn bé nhỏ, như một thể hiện cho một đời con gái nghèo khổ lam lũ. Tuy nhiên, trong lời nói của Thị với chàng thì lại mang một cái sắc thái của một người vợ nói với người chồng. Các em có nhớ là cái phân đoạn này thì không được đề cập trực tiếp ở trong văn bản trong sách giáo khoa. Thế nhưng mà khi mà anh chàng anh ấy khoe ấy, là anh ấy mua 2 hào dầu để thắp sáng cho đêm tân hôn ấy, thì bấy giờ Thị mới bảo chàng là hoang nó vừa chứ. Khi anh cô chàng vui vẻ, đúng không ạ? Thì chỉ có thể nói với nhau những cái cụt lùn như những cái câu cụt lùn như vậy thôi. Nhưng mà những cái câu như vậy lại chứa đựng ở trong đó là những cái tình cảm, là cái trách nhiệm. Và bây giờ cái câu nói đó của Thị đã khiến cho chúng ta hình dung ra hình ảnh của một cái người vợ bắt đầu biết lo toan và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Và điều đó trước tiên là thể hiện ở cái gì ạ? Sự chi tiêu hoang phí của chồng. Quán triệt đấy, đúng không? Đồng ý ông nào? Hiểu ý chị ông nào? Rồi, thế thì có thể thấy rằng là đây, khi mà ánh mắt của mọi người đổ dồn vào thị thì Thị bắt đầu ngượng ngập và chân nọ bước díu vào chân kia. Được không ạ? Ngượng ngập và chân nọ bước díu cả vào chân kia có nghĩa là bây giờ ở trong lòng của người phụ nữ này, trong lòng của người đàn bà này đang chất chứa rất nhiều những cái cảm xúc hỗn độn. Được không ạ? Đó là cái sự lo lắng. Được không? Về cái quyết định của mình chăng? Đó là cái sự tủi hờn với cái hoàn cảnh của mình khi về nhà chồng. Đúng không ạ? Và tất cả những cái cảm xúc đó khiến cho nhân vật này chỉ còn lại ở đây là cái sự xấu hổ vì cảnh ngộ theo không của mình. Được không ạ? Xấu hổ vì cảnh ngộ theo không của mình. Được chưa nào? Bước chân về đến nhà chồng, tận mắt thấy được cái gia cảnh của chồng thì Thị đã có những cái sự biến chuyển như thế nào trong tâm lý. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là về đến nhà. Được không ạ? Bây giờ là về đến nhà. Đến anh cu chàng anh ấy còn cảm thấy xấu hổ thì đương nhiên cái trạng thái thất vọng của nhân vật này cũng là trạng thái bình thường thôi, đúng không ạ? Bước chân về đến nhà chồng, tận mắt thấy gia cảnh bần hàn reo neo, Thị cố gắng gì ạ? Cố nén vào trong một tiếng thở dài thất vọng. Được không ạ? Thứ nhất, khi nhìn thấy gia cảnh reo neo của anh cu chàng, khi nhìn thấy gia cảnh reo neo bần hàn của anh cu chàng thì Thị đã nén vào trong một tiếng thở dài. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây là một cái chi tiết thể hiện cái sự thất vọng của nhân vật đấy. Đúng không ạ? Thế nhưng cái sự thất vọng đó không trào ra ngoài, mà nhân vật này đã rất tinh tế nén nó vào bên trong. Bởi vì bản thân Thị cũng hiểu rằng là đối với bất cứ một người đàn ông nào thì cái sĩ diện về gia cảnh nó là một thứ cực kỳ quan trọng. Hiểu điều đó, thế nên dẫu cho thất vọng bao nhiêu thì Thị cũng nén nó vào bên trong. Đây là một trong những cái chi tiết rất là tinh tế mà Kim Lân đã lựa chọn để đưa vào trong tác phẩm của mình, thể hiện cái sự nhạy cảm tinh tế trong từng thái độ cử chỉ của Thị. Thị không muốn chàng biết được sự thất vọng của mình. Thị hiểu rằng là gì ạ? Bây giờ việc mình cần làm
là phải chấp nhận cái điều đó. Được chưa? Nhá, là phải chấp nhận cái điều đó. Được chưa ạ? Rồi, sau đó vào trong nhà. Sau đó vào trong nhà. Thì chúng ta thấy rằng là nhân vật này có những cái hành động như thế nào nhỉ? Đó chính là chỉ dám ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thùng. Chỉ dám ngồi mớm, ngồi mớm ở mép giường. Chỉ dám ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thùng. Được không? Chỉ dám ngồi mớm ở mép giường và hai tay ôm khư khư cái thùng. Nó thể hiện cái gì nhỉ? Nó thể hiện cái vẫn là cái sự rụt rè. Đúng không? Nhưng bên cạnh cái sự rụt rè đó còn là cái sự lo lắng nữa. Được không ạ? Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nhá. Cái tư thế ngồi này, cái tư thế ngồi mớm ấy, là một cái tư thế ngồi thể hiện cái sự chênh vênh, không chắc chắn. Được không ạ? Và chính cái tư thế đó, nó cũng chính là cái tâm thế ở trong lòng Thị. Được không ạ? À, Thị với một cái tư thế đầy tự ti và mặc cảm. Người ta chênh vênh vì người ta cảm thấy rất là tự ti và mặc cảm. Nói thật chứ, làm gì có ai ở trong trường hợp của Thị mà không cảm thấy tự ti và mặc cảm, đúng không? Rồi bên cạnh đó ấy, còn là cái cảm giác hụt hẫng, trống trĩnh, trông chênh, nỗi buồn tủi dâng ngập trong lòng, nỗi đau không trào ra thành nước mắt mà lặn vào bên trong tâm khảm nên càng đau và càng tủi đến bội phần. Được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhá. Được không ạ? Và chúng ta cũng thấy là ở trong cái phần mà khi mà về đến nhà, được không? Khi mà anh cu chàng, anh ấy có nói chuyện với cả Thị một vài câu ấy, phải không ạ? Anh ấy có nói là gì nhỉ? Đây này, à ngồi đây, ngồi xuống đây. Không có gì ạ, không có người đàn bà nhà cửa thế đấy. Tức là khi mà anh ấy dẫn Thị vào ấy, thì nhà cửa đang rất là bề bộn và anh ấy có nói cái câu đấy. Thì cô Thị, cô ấy có nhếch mép cười nhạt nhẽo. Tức là một cái cảm giác, các bạn có hiểu không? Giống như kiểu là khi mà đã vào đến và chứng kiến gia cảnh nhà chồng nhà mình rồi thì thực sự là bây giờ là phải chấp nhận thôi. Đúng không ạ? Thực sự là phải chấp nhận thôi, nên là gì ạ? Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Được chưa nào? Sau đó thì người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai cùng ngượng nghịu. Chàng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên. Được chưa nào? Thế thì đây là lúc mà khi về đến nhà. Sau đó thì cả hai đều đợi mẹ về, đúng không? Chúng ta có thể thấy là đối với mẹ chồng thì Thị là một cái người con dâu biết giữ lễ và tỏ ra kính trọng, từ lời nói, cử chỉ, hành động đều rất đúng mực. Được không nào? Đối với mẹ chồng, đối với mẹ chồng. Được không? Thì gì ạ? Biết giữ lễ và tỏ ra kính trọng. Được không ạ? Biết giữ lễ, kính trọng. Và cái này được thể hiện rõ ra ở cả hành động và lời nói của nhân vật. Đúng chưa nào? Thấy mẹ về cái là gì ạ? Là chào U, đúng không? Là con chào U, đúng chưa nào? Có thấy cái phần đó không ạ? Rồi, có thấy cái phần đó không? Khi mà bà cụ Tứ về đấy nhá. Rồi, đây ạ, đây chúng ta thấy này. Thấy mẹ, chàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà. U đã về đấy, hôm nay U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Có việc gì thế vậy? Được không ạ? Sau đó bắt đầu này, bà lão lập cập bước vào, người đàn bà tưởng bà lão già cả điếc lát, Thị cất tiếng chào lần nữa. Được không nào? U đã về ạ. À? Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Đúng không nào? Rồi chúng ta thấy là gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là chào mẹ, chào một lần rồi, nhưng mà tưởng là mẹ mình già. Đúng không? Tưởng là mẹ mình già. Thế xong rồi như thế nào nhỉ? À, sau đó bắt đầu thì lại chào lại thêm một lần nữa. Đúng không ạ? Lại chào lại thêm một lần nữa, tỏ ra rất là kính trọng với mẹ. Và cũng bởi vì hiểu hoàn cảnh của mình
Thế nên là không có bất cứ một cái gì gì ạ, à không có bất cứ một cái gì mà gọi là thể hiện cái sự không tôn trọng, đúng không? Tất cả mọi thứ đều cực kỳ là đúng mực trong những cái lời mẹ dặn thì lắng nghe, đúng không ạ? Khi mà bà lão bảo là gì ạ? À, bà lão bảo con ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Đấy, thì tất cả những cái đấy đều thể hiện được cái thiên tính nữ dường như đã trở về với nhân vật này, với hình ảnh người vợ Nhật ở trong tác phẩm của Kim Lân. Đúng chưa nào? Rồi, đấy là khi về đến nhà. Thế còn buổi sáng hôm sau, buổi sáng hôm sau, đây có lẽ cũng chính là cái phần thể hiện cái sự thay đổi mạnh mẽ nhất của nhân vật này. Được chưa ạ? Buổi sáng hôm sau chính là cái phần thể hiện cái sự thay đổi lớn nhất của nhân vật này. Thì đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Và trong con mắt của anh cu chàng thì non thị hôm nay khác hẳn. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không có gì trao chát chồng lỏm như mấy lần chàng gặp ở ngoài tình. Được không ạ? Rồi buổi sáng hôm sau thì gì nhở? Trở thành một người vợ đúng mực. Được không? Được không ạ? Trở thành một người vợ đúng mực, hiền hậu. Đúng không? Và điều này được thể hiện qua việc là gì ạ? Thứ nhất là cô ấy biết ý dậy sớm để cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Phải không nào? Để cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Và chính cái điều đó đã tạo ra một cái quang cảnh rất là khác biệt cho cái căn nhà này đấy. Được chưa nào? Cùng mẹ dọn dẹp giặt giũ, đúng chưa nào? Cái tiếp theo đó là gì nhở? À, đó chính là cách nói năng, cách xưng hô mọi thứ rất là đúng mực, đúng không ạ? Cách xưng hô, nói năng đúng mực. Được không nào? Cách xưng hô, cách nói năng rất là đúng mực. Được không ạ? Và đặc biệt nhá, nó thể hiện ở trong bữa cơm ngày đói. Trong bữa cơm ngày đói. Trong bữa cơm ngày đói. Mặc dù là cái hiện thực cuộc sống, cái đói lúc bấy giờ nó giống như là một cái lưỡi hái tử thần ấy. Lúc nào nó đi đến đâu, nó quét đến đâu là khiến cho rất là nhiều người chết, đúng không ạ? Và nó luôn luôn là cái nỗi đe dọa thường trực với bất cứ ai ở trong cái thời điểm đó. Đặc biệt là những cái người nhân dân lao động giống như là chàng, giống như là người vợ Nhật và giống như là bà cụ Tứ, đúng không ạ? Chính vì cái điều này mà bữa cơm ngày đói đã khiến cho gì ạ? À, đã khiến cho nhân vật thị của chúng ta bây giờ quay trở lại với cái sự đáng sợ của cái cuộc sống này, đúng không ạ? À, sau một bữa ăn được sống dưới một mái nhà yên bình thì bây giờ trở thành cô con dâu hiền thảo, thì bắt đầu biết vun vén đấy, đúng không ạ? Thì bắt đầu biết vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, thì quét dọn sân vườn sạch sẽ, gánh nước đổ đầy am, đúng không ạ? Và đến lúc này thì thị mới bắt đầu cảm nhận được là hạnh phúc là có thật. Bây giờ thị đã có một người chồng, một người mẹ chồng nhân hậu và vị tha. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bản thân thị tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, đúng không ạ? Thế nên trong bữa cơm ngày đói, chúng ta thấy rằng có một cái chi tiết hết sức đáng chú ý. Đó chính là cái chi tiết điềm nhiên nuốt và cái miếng cháo cám vào miệng, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng cái hành động đó, mặc dù cái món cháo cám ấy, hay là bà cụ Tứ gọi là cái món chè khoán đấy, nó là một cái món mà rất là khó ăn. Thế nhưng mà cô thị cô ấy vẫn điềm nhiên và miếng cháo cám vào miệng. Được không ạ? Điều đó chứng tỏ là nhân vật này chấp nhận sẽ cùng với chồng mình, sẽ cùng với mẹ chồng mình gánh vác những cái vất vả đó, và cũng có một niềm tin tươi sáng vào cái sự đổi đời, vào cái sự thay đổi tích cực của cuộc sống. Ok chưa ạ? Và các em biết không, chính thị cũng là người gì nhở? Cũng là người gợi ý nói nhiều nhất về việc những người đói đi phá kho thóc, đúng không? Thị là người nói nhiều nhất,
nói nhiều nhất về gì ạ? Về hình ảnh những người đi phá kho thóc, được không? Người đi phá kho thóc của Nhật, được không nào? Người đi phá kho thóc của Nhật. Và thị đã khai sáng cho chàng và bà cụ tứ về cái việc đó, để rồi cho nhân vật anh cu chàng đã gì ạ? Đã có những cái suy nghĩ, có những cái dự định, có những cái cảm giác tiếc rẻ vẩn vơ về phía trước đây. Khi mà mình nhìn thấy Việt Minh thì mình đã chạy mất, đúng không ạ? Không tốn quá nhiều giấy mực đâu, chỉ bằng những cái chi tiết ngắn gọn nhưng mà rất là đắt giá. Thì chúng ta có thể thấy rằng nhà văn Kim Lân đã xây dựng thành công nhân vật người vợ Nhật, đúng không ạ? À, đây là một cái nhân vật với hình ảnh của một người phụ nữ mang hình hài khốn khổ tội nghiệp, thế nhưng trong tâm hồn lại chứa đựng cái sự nhạy cảm tinh tế và một cái sức sống tiềm tàng vô cùng mãnh liệt, khát vọng hạnh phúc. Mặc dù khi đang ở bên bờ vực thẳm, bờ vực của cái chết, nhưng nhân vật này vẫn hướng tới những cái điều tốt đẹp. Và chính bởi cái lòng ham sống của mình mà nhân vật này cuối cùng cũng đã có thể đạt được cái hạnh phúc cho bản thân của mình. Nhân vật này cũng là một trong số những nhân vật biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Đồng ý với chị không ạ? Nhá, xong nhá. Thì đấy là nhân vật người vợ Nhật. Ok chưa nào? Được không ạ? Đây là nhân vật người vợ Nhật. Được chưa ạ?